Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về Palkia với Giratina, bởi vì hiện tại bản tiếng Anh ấy, nó có thể nó có sự thay đổi một tí thì chưa biết được con nào nó sẽ ra mắt. Có thể chiều nay lúc mà cập nhật xong thì mình sẽ biết biết được. Thì là kiểu gì Giratina hay là Palkia nó cũng sẽ ra thôi. Một là nó vẫn ra bình thường, Palkia nó sẽ ra ở tuần sau, hoặc là nó sẽ cháo lại thứ tự chẳng hạn, như là Giratina ra trước Palkia thì mình sẽ giới thiệu cả đôi luôn. Về Palkia thì nó là một con dạng công và nó sử dụng quà của hệ nước và trang bị của hệ nước. Thì bản thân của Palkia nó có cái chỉ số sát thương bạo kích nó khá là cao rồi. Và cái hai item tím mà Palkia nên sử dụng ấy, một là cái vòng tím này để tăng sát thương ở phần tăng sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích của nó, một phần vì cái tỷ lệ bạo kích ấy, lúc mà Palkia nó bạo kích thì sát thương nó sẽ khá là cao, cao hơn rất nhiều so với lúc mà không bạo kích. Cho nên lắp cái vòng xanh này ấy, thì lúc mà bạo kích thì nó sẽ ra được nhiều sát thương hơn. Ngoài ra nếu bạn bạn không sử dụng cái vòng xanh này thì các bạn có thể sử dụng cái đĩa để tăng sát thương đam SP, bởi vì là Palkia sử dụng SP mà. Thì đó là hai cái dành cho Palkia, hoặc nếu mà bạn muốn sử dụng để tăng tốc cho Palkia thì có thể sử dụng vương miện. Đó là ba món đồ mà Palkia có thể sử dụng. Về Rune thì Palkia nó sẽ sử dụng bộ công, thì các bạn nên lắp cái viên tăng công 1, 3 và 4, nó sẽ khá là hợp lý với cả viên tăng bạo kích 1, 3, 4 này. Và cái phần này ấy, tỷ lệ hút máu ấy, nếu mà các bạn lúc tàng hình ấy, xong rồi quay lại ấy, thì nó cũng có sẵn tỷ lệ hút máu rồi. Với cả nếu mà các bạn muốn tăng thêm sát thương thì nên nên sử dụng cái phần này. Thì đây các bạn có thể sử dụng bộ rune này dành cho Palkia. Thì do là mình đang có mấy cái vàng này nên mình lắp lại cho Palkia để lấy thêm thôi, lấy thêm chỉ số máu. Chứ còn đâu các bạn nên lắp bộ rune tăng cường về công cho Palkia là chính. Palkia này là một con được gọi là sát thủ hàng sau, nó cũng giống như kiểu của Skizor, nhưng mà cái địch mà Palkia nó đánh ấy, nếu mà ở để chế độ tự động ấy, thì nó luôn luôn đánh những con mà có chỉ số SP defense thấp nhất. Do đó đấy cũng là một cái đặc điểm mà mọi người có thể sử dụng như Lugia hay là Tyranitar chẳng hạn ở hàng sau để có thể kháng lại một một lần sát thương ulti của Palkia, hoặc là để tránh những con mà mạnh mạnh của bên mình bị chết bởi hàng sau ấy, thì họ lại sử dụng những con mà có SP defense thấp hơn ấy, để làm vật thí cho Palkia bên địch đánh. Thì nhưng mà như thế thì các bạn cũng nghĩ biết là phải mất đi một con của địch để kháng lại một con của Palkia thì cũng coi như huề thôi. Về kỹ năng của Palkia ấy, ở chế độ của bạn tự chọn ấy, bạn được sử dụng được điều khiển ấy, thì bạn sẽ được chọn đánh một trong những ba con hàng sau, đánh đơn thôi. Còn nếu mà để ở chế độ tự động thì nó sẽ cứ nhằm con nào SP defense thấp nhất. Với skin 2 của nó ấy, skin 2 của nó ấy, thì nó sẽ tấn công một đơn này 180% SP dam này, đồng thời nó sẽ tăng tỷ lệ bạo kích của nó thêm 10% trong 2 lượt, và nó sẽ cướp 15% sát thương bạo kích của địch trong 2 lượt.
Còn với kỹ năng 1, nó cũng tấn công đơn một mục tiêu và nó sẽ chuyển một cái hiệu ứng bất lợi của nó sang cho địch, và nó sẽ cướp một hiệu ứng có lợi của địch về cho mình. Ví dụ ở đây nó cướp đi một cái tăng tấn công của con không nhớ tên. Còn với đòn ulti của nó thì nó sẽ tấn công đơn này 480% sát thương SP này, đồng thời thì nó sẽ tăng cho hàng sau và chính nó 15% tỷ lệ bạo kích và 15% sát thương. Palkia là một con hỗ trợ tỷ lệ bạo kích và sát thương cho đồng đội, chủ yếu là ở hàng sau và chính nó. Và cái đòn ulti này của nó sát thương mà tràn ra, nó dạng như là con vừa rồi nó có 500.000 máu chẳng hạn, bạn đánh 1 triệu thì sát thương tràn ra sẽ là 500.000. 500.000 này thì bạn sẽ nó sẽ lấy 35% của cái sát thương tràn đấy là 150.000 chẳng hạn, nó đánh lên một mục tiêu ngẫu nhiên. Đây là sát thương thực thực và không ảnh hưởng bởi defense của địch. Cho nên 150.000 đấy nó sẽ đánh giáng lên một địch ngẫu nhiên nào đó. Và tất nhiên là ngày trước là nó không sự nó hồi mà Palkia nó ra mắt ấy, nó chưa sửa cái skin này đâu. Tức nghĩa là cứ thừa ra thì chuyển sang được khác, cứ thừa xong tiếp lại chuyển. Nhưng mà bây giờ nó sửa lại là chỉ chuyển trong một đối thủ chết thì thôi, chứ không thừa ra nữa là không chuyển nữa. Còn nếu các bạn lên 11 sao ấy thì nó có tăng thêm một tí. Đó là tăng lên đến 60% sát thương tràn. Thì lúc nãy 35% thôi, 35% 150.000, bây giờ 60% của 500.000 đấy đến 300.000 thêm nữa. Còn đâu nếu các bạn lên 11 sao của Palkia ấy thì bản tướng chung bây giờ nó vẫn đang chơi khá nhiều ở vị trí solo này, hoặc ở team phụ. Palkia của mình đang 8 sao. Đấy, các bạn xem lại skin 1 nhé. Mình đang bị cái hiệu ứng giảm tốc độ, cái dấu chân đỏ ấy. Và mình sẽ khi ra skin 1 mình sẽ chuyển cái hiệu ứng đấy cho một địch và mình sẽ mất đi cái hiệu ứng đấy. Thì đó là tác dụng của từng skin của Palkia. Kỹ năng 2 là tăng bạo kích cho nó. Cho nên với Palkia ấy, thì các bạn nuôi phải tỷ lệ bạo kích phải khá cao. Thì lúc đấy thì sát thương của Palkia khi bạo kích nó cực kỳ là tốt. Với Palkia ấy, thì là nó sẽ có chế độ ẩn thân. Các bạn vừa thấy nó vừa tàng hình, thì cái ẩn thân này ấy, của nó trốn theo một chiều không gian khác, thì nó sẽ khi bị dính sát thương vượt qua 30% máu gốc của nó, hoặc là khi nó máu nó dưới 60%, ví dụ như vừa rồi là vượt dưới 60% thì nó tàng hình đi và địch không đánh được nó, và khi nó trở lại nó sẽ hồi đầy độ, đồng thời nó sẽ xóa bỏ các hiệu ứng khống chế và hiệu ứng bất lợi. Mình chưa biết là có xóa được mấy cái hiệu ứng khống chế không thể bị hóa giải không ấy, nhưng mà có lúc cái hiệu ứng khóa nộ của Rayquaza lúc mà nó quay trở lại thì nó lại có lúc không giải được. Thì vị trí của Palkia ấy, nếu mà các bạn nuôi mạnh thì cũng có thể để ở hàng trước với mục đích là chỉ để hy sinh, để dạng như vừa rồi tàng hình xong rồi đầy nộ quay trở lại và ra sát thương và đòn ulti để có thể giết được một địch. Còn nếu với 8 sao ấy, của mình là 8 sao, nếu với 8 sao thì nó sẽ ẩn thân thêm một lần nữa,
và lần quay trở lại của quần lầy của nó ấy, thì là đòn ulti của nó không thể né được. Mỗi đòn đánh của Palkia ấy nó sẽ làm định giảm đi chỉ số SP Defense và đồng thời nó cũng tăng lên cái chỉ số SP Attack của nó. Các bạn ý cái dấu 2 ở trên đầu búp của Palkia ấy, là cứ đánh càng lâu thì nó sẽ càng mạnh. Cho nên nếu các bạn nuôi, nếu mà để làm đam chính thì các bạn nên để ở hàng phía sau và cứ đánh địch tiếp thì nó lại tăng thêm thêm sát thương nữa. À, nhìn chung là Palkia là một con mình khá là thích lúc hồi mới ra mắt, nhưng mà đối với vào VIP thấp ấy, thì các bạn nên có thể bỏ qua Palkia để đến với con khác, nếu có, nếu tất nhiên là ít đầu tư với nó, còn nếu các bạn lấy được nó ấy, thì cũng có thể sử dụng được. Nó khá là tốt với cái một lần ẩn thân của nó. Còn mình lên 8 sao hồi đấy là mục đích là để lấy được thêm một lần ẩn thân nữa. Thế là có 2 lần. Thì Palkia là một con công solo rất tốt. Nếu mà nó mới mạnh thì hầu thì cái kiểu dạng như là rất là khó để thắng ở trong nó ở trong Indigo. Còn nếu mà nuôi cứ tà ấy thì sát thương không đủ, ẩn thân xong thì quay lại thì cũng không đủ làm cho địch bị chết. Thế nên đối với Palkia các bạn phải cực kỳ dồn cho nó nuôi thật mạnh thì nó mới phát huy được khá là hiệu quả. Thì đó là sơ qua về Palkia.